trong quá trình vẽ mạch, nếu như cần di chuyển điểm gốc tọa độ trong bản vẽ Antium thì chúng ta thực hiện như sau. Ví dụ như đây là một sơ đồ bản vẽ, có thể là hoàn chỉnh hoặc là chưa hoàn chỉnh, và điểm gốc tọa độ của phần mềm ở vị trí này. Đây là vị trí gốc mặc định của cái phần mềm Antium nó sinh ra, thì có thể nó là một vị trí mà chúng ta không mong muốn và muốn đưa cái điểm gốc này về gần cái vị trí của mạch, có thể là góc góc dưới này của mạch hoặc là góc trên của mạch chẳng hạn. Thì thực hiện như sau. Vào menu Edit Origin Set. Origin thì tiếng Anh nó dịch ra tiếng Việt có nghĩa nó là, đó chính là gốc, gốc tọa độ. Và đây từ set nghĩa là đặt cái gốc tọa độ, và có ba chiều mũi tên này thì chúng ta nhìn vào có thể biết được ngay đây là chính là cái gốc tọa độ. Và phím tắt của nó thì có thể xem theo các cái từ gạch chân của các cái menu này, ví dụ như Edit này, E, sau đó đến O, đến S. Vậy E O S. Các câu tọa độ, và như vậy khi đó con chuột của mình trở thành hình dấu thập, chữ thập như thế này. Và việc tiếp theo làm của chúng ta là kích chuột thôi. Bây giờ muốn di chuyển góc tọa độ đến vị trí này thì kích chuột. Đấy, như vậy là góc tọa độ đã di chuyển đến đây. Và chúng tiếp theo là chúng ta lưu lại bản vẽ, thế là xong.